bấm vô chế độ làm việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, cũng y vậy. Nhớ hết nhìn nè, cũng y vậy. Tần số 22, chiều dài 5 ly. Năng lượng laser 60%. Rồi. Đó, đường khí hạt gông nè. Kẹp mát nè. Nó mình đưa lên bàn này thôi, chứ chút xíu mình hàng luôn ha. Đây là kẹp mát của laser nè. Laser nè. Rồi, súng hàng laser nè. Rồi, đây là quay tới cảnh chạy trên mạng nè, chạy. Chạy, đây là giới thiệu review về con laser nè, đó. Các bạn thấy không? Đó, đó, thường trên mạng nó chiếu có đoạn này thôi. Nó thì ai cũng tưởng là cái laser nó gọn nhưng mà thực ra không phải đó. Coi lại tổng thể một lần nữa. Đó, muốn hàng được laser, quý khách phải cần có toàn bộ như thế này. Và kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàng Em Quyền nha. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu đẩy con máy hàng laser ra để mình sẽ làm lại cái review một lần nữa cho tất cả quý khách hàng coi nha. Đây, đây là con máy laser. Đó, mình đã tiến hành, mình sẽ đẩy nó em nó ra. Đó, đẩy ra mình sẽ review cho mọi người coi một lần nữa như thế nào là hàng laser nha. Đây, trước mặt của chúng ta là một con máy hàng đến từ thương hiệu gì đây, mở ra coi. Mấy cái thùng gỗ là mình khui ra xong hết rồi. Tại vì nó đóng trong một cái thùng gỗ bự chà bá vậy nè, mà để mà khui cái thùng gỗ đó quý khách là nó sẽ rất là mất thời gian nha. Đây là con máy hàng laser. Nó có một cái pallet gỗ rất là lớn. Sáng giờ khui ra đắm đuối rồi. Cực quá. Đây. Em nó ra được, khui ra xong xuôi. Gom lại. Để đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lột tem em nó ra. Quý khách hàng đang chiêm ngưỡng con máy hàng laser. Lần này mình giao cho anh khách làm bên cái mảng trang trí nội thất ngành inox. Rồi. Em nó đã được xuất hiện rồi. Ui. Ui. Đó, mọi người đừng có hiểu lầm cái laser là nó giống như cái trên mạng á, trên mạng giờ nó một là bây giờ nó sẽ đưa hàng ra để nó bán hàng. Hai là nó quay phim, nó cắt ghép, nó tua nhanh video. Nó đưa cái đầu này không nè đó. Đó, quý khách phải hiểu một điều nha. Đầu video mình nói liền, để hàng được laser chúng ta cần có bộ nguồn laser, một bộ cấp dây, bộ cấp dây bù để mình bù mối hàng laser cho nó cao con hàng lên. Laser thì nó giống như hàng tích vậy đó, có khi là nó vẫn hàng không cần bù, có khi nó vẫn phải cần hàng bù. Đó, bù dây á, ví dụ nhôm thì bù nhôm, sắt thì bù sắt, inox bù dây inox. Đó, nhưng mà đây là cái bộ bù dây. Thì quý khách ưa thấy trên mạng có một mấy cái kênh YouTube đó, ăn cắp cái clip của Trung Quốc á, là bắt đầu nó quay cái cảnh có một con nhỏ cầm ở đây, một cô con gái cầm cái hình này với cầm cái cây súng nè. Đây là cây súng của nó nè. Đó, cầm cây súng này. Nó thường là cầm cái hình này trên YouTube là ưa cầm cái súng này chạy vậy nè. Đó, cầm chạy với một bên bán máy hàng á là chạy ra cảng lấy hàng. Còn mấy ông bán laser thì có chiếu có khúc này không à, cầm chạy ra ngoài kia hàng. Nhưng mà thực chất á, bản chất của hàng laser là chúng ta phải cần cái này, cần một cái bộ nguồn laser bự như vậy nè. Đó, trước khi mình vô chi tiết thì mình cũng tâm sự với khách là vậy đó. Muốn hàng laser chúng ta phải cần cái này, một cái súng laser dài 10 mét biên mang chỗ này nè. Đó, mình chưa lấy ra nha. Nó mình nhắc lại cái cảnh mà trên mạng mà nó mấy kênh YouTube mà nó ăn cắp clip của nước ngoài á. Bây giờ làm cho nó có tâm chút xíu. Cứ chiếu có cái cảnh này không à. Nè quý khách để ý nè, trên YouTube nó ưa chiếu cảnh này nè. Chiếu mấy cô chạy vậy nè. Chạy ra ngoài đường á rồi hàng.
đó, về là chạy ra đường. Thực chất là nó phải có một cái súng hàng laser như thế này, đại loại nó phải dày, phải gỡ ra hết đó. Để mình cầm ra khúc mình chạy cho quý khách coi. Đây là cây súng laser, còn ở dưới kia là một cái bộ dây điều khiển. Nó mình làm hơi nhanh cho nên nó đang rối tờ lưa đây nè đó. Chạy tiếp, chạy ra. Rồi bắt đầu ngồi đây hàng. Rồi, vậy cái bắt đầu nói là máy hàng laser cầm tay à, chịu nổi không? Đúng là laser cầm tay thiệt. Đây là cây súng hàng laser. Và đây là bộ cấp dây của máy hàng laser. Đó. Nhưng thực chất để hàng được laser chúng ta phải cần toàn bộ nó như thế này. Đây, quý khách phải hiểu điều đó giùm nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái này ra đó. Đây là toàn bộ đồ laser. Và bây giờ chúng ta quay trở lại chủ đề chính nha. Phụ kiện của laser nó sẽ bao gồm rất là nhiều thứ trong này. Đây là cái bánh dẫn dây nè. Chắc chắn là cái bánh dẫn dây để mình lắp vô con rùa cắp dây nãy nè. Rồi đây là dây, đây là cái bộ dây để dẫn hướng. Chút xíu đi mình làm chi tiết sau. Đây là những phụ kiện của nó. Đây là những cái dây truyền tín hiệu kết nối với mạng để mình sửa lập trình cái bộ điều khiển nè. Rồi đây là cái kẹp mát và ống dẫn khí của nó. Làm từ từ cho quý khách thấy rõ tất cả các thứ đó, chứ không phải là cứ lên mạng rồi ăn cắp clip của Trung Quốc rồi lên làm với mấy ông chú, mấy ông bác, rồi mấy ông khách hàng chưa nắm rõ cứ gọi điện hỏi mình, ủa sao người ta bán con laser cầm tay nhỏ xíu mà ông bán con laser bự. Thực ra nhân cái dịp này mình làm lại lần nữa cái video về con laser này nha khách hàng. Bây giờ mình sẽ, đây là phần còn lại của nó, đây là ống dẫn khí đồ của nó nè. Rồi đây là cái dẫn hướng của bộ cấp dây đó. Đây là dây truyền tín hiệu mạng. Bên này là những cái phụ kiện khác, chút xíu nữa mình sẽ nói cho quý khách biết sao. Đây là dây dẫn hướng luôn, bên con phần rùa cấp dây. Rồi đây là bánh xe xe cua. Bên này là hai mấy chìa khóa dạng năng để mình mở tủ của laser. Và bên này là những cái phụ kiện bên những cái kính hàng và bét hàng. Đó. Ở trong phần laser nó phải cho thêm cái này, những cái bét hàng phù hợp với tất cả các kiểu hàng. Đó. Đầy đủ đồ của nó đây, chút xíu mình cũng sẽ khui ra luôn. Đó. Tạm thời quý khách nắm rõ đây ha. Đó. Đây là một con máy hàng laser, đầy đủ nó nằm như thế này. Chút xíu mình là vô. Và một cái kiến, dĩ nhiên là không thể thiếu sót một cái kiến để bảo vệ đôi mắt thân mến của mình. Đây là cái kiến để bảo vệ đôi mắt thân mến này, cản tia laser lại. Rất là đẹp trai. Rồi bây giờ quay trở lại cái phần này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có dây nguồn để đấu vô bộ nguồn laser. Sau đó chúng ta sẽ có cọng dây này, là cọng dây để cấp tín hiệu vô cho con rùa cấp dây, là nó nằm bên kia ở trước đó. Đó, đây nè, quăng ra đó luôn. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cọng kẹp mát. Đây, đây là toàn bộ của một cái bộ nguồn laser. Và thứ ba là cái đầu tiên nãy mình chưa nói tới nè, đây là cái đầu tiên, là cây súng hàng laser. Đây là cây súng hàng laser, có cái độ dài của nó là 10 mét miên man. Đây, đây. Đó, quý khách thấy rất là rõ ràng. Thì ở trên mạng á, đó, mình trước khi mình vô mình đấu mình hàng á, thực tế thì mình sẽ làm lại cái cảnh trên mạng. Đây, bản thân cái súng laser nó nằm đây. Rồi đây là cọng dây nãy mình nói là nối vô con rùa nè. Rồi mình sẽ kết nối vô đây. Đây là cọng dây kết nối vô con rùa. Cắm vô, rồi. Rồi, quý khách thấy nha. Dây nguồn, dây kẹp mát. Đó, đây là toàn bộ đồ của nó nè. Kẹp mát, nguồn một pha 220V. Đó, quý khách thấy rõ hết rồi ha. Nguồn một pha, kẹp mát, dây này kết nối với rùa nè. Rồi, xong rồi đó. Và dĩ nhiên ở sau đít cái máy chúng ta sẽ có một cái đường này nữa nè quý khách. Ở sau đít cái máy mình sẽ kết nối đường khí vô. Khí này là chúng ta có thể xài khí nitơ hoặc là khí ạt gông. Đó. Đó, cái chỗ đó là mình sẽ kết nối đường khí nitơ hoặc đường khí ạt gông. Đây. Rồi xong, đây là tổng thể của một cái máy hàng laser nó cần phải hoạt động như vậy. Thì trong video này mình đang nói về con máy hàng laser đến từ thương hiệu Hero Laser.
nó có công suất là 1 kW, hay còn gọi là 1000W đó. Đó, thì bây giờ đã xong cái phần review ban đầu là quý khách đã thấy nó mệt mỏi không, dài dòng không đó, đường khí gạch gông nè, kẹp mát nè, nó mình đưa lên bàn này thôi chút xíu mình hàng luôn ha. Đây là kẹp mát của laser nè, laser nè, rồi súng hàng laser nè, rồi đây là quay tới cảnh chạy trên mạng nè, chạy đây là giới thiệu review về con laser nè đó, các bạn thấy không đó. Đó, thường trên mạng nó chiếu có đoạn này thôi nó, thì ai cũng tưởng là cái laser nó gọn nhưng mà thực ra không phải đó, coi lại tổng thể một lần nữa đó. Muốn hàng được laser quý khách phải cần có toàn bộ như thế này đó, toàn bộ đó quý khách thấy rõ hết không? Tổng thể của nó rồi mình sẽ đi vô mình nói lại lần nữa, rồi mình vô mình hàng thử liền cho quý khách hàng. Video có thể dài nhưng mà mình chấp nhận thời gian, có khách muốn tìm hiểu về laser thì nên coi cái video của mình, còn nhiều khách hàng cứ coi cái đoạn này không, cứ tưởng con laser nó nhỏ vậy, không phải như vậy nha quý khách hàng nha, đây chỉ là một phần nhỏ thôi đó. Súng hàng laser, bộ cấp dây và toàn bộ là cái bộ nguồn của nó nằm đây, đó là toàn bộ nguồn của nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kết nối khí và sẽ tiến hành hàng thử vận hành cái máy này cho tất cả quý khách hàng coi liền nha. Quý khách chờ mình trong phút chốc nha, mình sẽ bưng con rùa này vô và mình sẽ quay trở lại cảnh kết nối và mình sẽ hàng dài đường cho quý khách hàng coi. Có thể là video này mình chỉ làm là hàng dài ba đường, rồi trong video tiếp theo mình sẽ làm kỹ lưỡng hơn nữa nha quý khách hàng nha. Đó, chạy vô. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi kết nối nguồn và mình sẽ gặp lại nhau trong một phút nữa thôi. Bây giờ mình sẽ đi kết nối nguồn nha. Đây nguồn, đây là nguồn sử dụng nguồn một pha 220 và mình sẽ cấp nối vô đây. Đây là dây N, không có gian dối mập mờ, dây N. Rồi đây dây L3, L3, L1, L2 gì được hết. Rồi là dây te mình bỏ ra, mở nguồn, bưng ra khí gông nhỏ qua đây thử cho nó lẹ. Đây là máy này nó dẫn nè quý khách, vừa nghe mình nói vừa coi tổng thể luôn nha. Đó, nãy là mình nói lại nè, nhanh nè, dây điện nguồn nè, đấu rồi, đường khí nè, đây là dây điều khiển kết nối vô con rùa nè, nó con rùa nè đó, còn đây là dây kẹp mát nè, nó hàng laser cũng phải cần kẹp mát rồi, đấu khí này vô. Đây là mình đang đấu khí gạch gông cho cái sàn coi nè, xong rồi đó, mở khí gạch gông ra rồi đi tiến hành lên phía trước kiếm chìa khóa vàng nha. Đây là tổng thể bộ nguồn laser đó, mình coi luôn một lần rồi vô cho lẹ hết. Trong video sau mình làm kỹ hơn nữa nha. Dỡ lên. Đây là bộ nguồn laser của chúng ta. Nó phải cần có một cái chiller rất là bự như thế này. Đây là cái két làm mát bằng nước. Nước giải nhiệt của nó là nước chiên trong đổ trong cái loại này, chứ không phải lấy nước khoáng giống như một số kênh YouTube nó lên nó chỉ quý khách là không có đúng đâu nha. Không có lấy nước suối đổ vô. Đó, đây là do nguồn này là nguồn laser nó mỏng như cái đầu đĩa rồi đó. Quý khách để ý là bộ phận chính của nó là nó bao gồm cái bộ nguồn như thế này. Của hãng mắt nè, quý khách nhìn nè. Ở trên thế giới hiện giờ nó có 3 hãng, hãng Raycus là nó phổ thông, hãng mắt và hãng IBG là mắc nhất. Thì bộ nguồn của mình đang bán của hãng Hero Laser là đến từ thương hiệu mắt. Đây là loại mắt tiền. Nếu cái này không phải là loại rẻ tiền. Bây giờ mình mua đồ laser mình đừng có quan trọng là cái hình thức bên ngoài da xích hay là queo cơm, quan trọng quý khách để ý cái nguồn này đó. Nguồn của mình đó là mình đang bán cho quý khách này, hiện giờ là mình cam đoan là nó phải cao hơn thằng da xích và thằng queo cơm, khẳng định luôn. Lý do mình đang sử dụng cái nguồn laser là mắc, còn thằng da xích và thằng queo cơm đó, bán một nguồn 1 kW giống của mình đó, rẻ hơn 2-3 triệu thôi, nhưng mà nó đang xài cái nguồn Raycus là cái nguồn rẻ tiền, mắc là cái nguồn mắc tiền. Thì thực ra mình cũng tâm sự cho quý khách hàng luôn, giống như bây giờ quý khách hàng là muốn làm cái máy laser cũng được, mà bản thân công ty Vĩnh Phong mình làm cũng được. Mình sẽ chấn cái khung vỏ này, mình mua nhập cái chiller này, rồi mình nhập cái bộ nguồn này. Thì trong cái bộ nguồn này là bộ nguồn nó sử dụng là sợi quang, nó sẽ phát ra đây nè, từ trong đây nó sẽ đưa đường tín hiệu nè, và nó sẽ cấp lên cây súng trong này nè. Quý khách để ý nè, toàn bộ sợi quang của nó, những cái đường tín hiệu nó đi trong này nè. Đó, nó, tất cả laser nó đơn giản, nó bao gồm bộ phận này thôi nè. Còn cái này là phần làm mát,
Cho nên để mà bảo trì bảo hành cái laser này nhiều khi nó còn dễ hơn mấy hàng tích mấy hàng mít nữa. Mình chỉ cần thay cho quý khách hàng cái bộ nguồn này thôi. Đó, toàn bộ đây là đường dẫn của sợi quang nó lên nè. Sợi quang này nó đang nằm trong cái đường màu vàng và nó đi lên trên này nè. Đây là quý khách đi lên, nó đi lên trên ngõ này. Đó, nó lòng quay xa thôi. Nè. Cái đây nè, đây là đường này nè. Đường vàng này nó sẽ đi, nó dẫn cái sợi quang fiber laser ra đây nè. Đó, nó đi lên cây súng nè, quý khách nhìn nè. Nè, bên trong nó có nè. Một cái ống dẫn khí nè. Nè, một cái ống màu, cái đường màu vàng này là dẫn sợi quang nè. Nó dây điều khiển nè. Cấu tạo nó vậy thôi đó. Đó, bộ phận của nó nè, đây là cái phần bên tín hiệu của thằng laser nó, ba bộ phận, ba cọng dây này nè, một cộng nè. Hai cộng nè. Nó sẽ đi lên trên đó đó, lên đây nè. Nó đơn giản vậy đó. Đó. Đây là cái chiller. Nó thì mình khẳng định luôn bộ nguồn của mình nó sẽ mắc hơn thằng gia xích với thằng queo cơm. Thì quý khách giờ bên mình, ví dụ mình muốn sản xuất cái này cũng dễ lắm, quý khách mua cái này về. Đó, mua của mắc hay là mua của IBC hay là mua của Raycast, quan trọng là cái này thôi. Còn cái thương hiệu bên ngoài không quan trọng. Giống như Vĩnh Phong giờ thích thì nhập về tự ráp cũng được. Nhưng mà cái nền cơ khí của Việt Nam mình á, làm cái gì cũng mắc hết á, cho nên nhập về làm không có cạnh tranh được. Chứ cho nên quý khách đừng có quan trọng là bây giờ đi phải mua của Welcome mới được là không đúng. Quan trọng là mình phải quan trọng cái bộ nguồn laser này nè. Quý khách phải biết trên thế giới hiện giờ nó đang phổ biến là gì. Raycast là nó đứng ở top dưới. Tới mắc và IBC là hai thương hiệu đẳng cấp ở trên. Đó, đây là mình đang sử dụng bộ nguồn mắc chứ không phải là Raycast. Rồi, ở đây là mặt trước của em nó. Rồi, bây giờ mình sẽ lật cái mặt hông còn lại. Sau đó mình vô mình hàng thử cho quý hàng coi. Nó sẽ cần như vậy đó. Nó, còn đây là cái phần mà trên mạng nó ưa. Nó ưa mà xách chạy chạy ngoài đường á. Dỡ lên. Và bên trong của chúng ta sẽ có một cái mặt hông còn lại. Đó, mặt hông còn lại của em nó cũng là nó, quý khách nhìn cạnh bên này cho thấy rõ nè, đây là sợi quang của nó, là dây điều khiển nè, cáp này tín hiệu nè, đó nhiều lắm. Rồi chúng ta sẽ quay lên mặt trước. Đây, trong cái hộp này chứ nó sẽ cho theo rất là nhiều đồ. Sau đây một cái chìa khóa, hai cái chìa khóa, ba cái chìa khóa, và bên trong này chúng ta sẽ có thêm những cái miếng kiếm để mình thay. Những miếng kiến để mình thay trong cái đầu súng. Mình sẽ làm chi tiết về cái video thay kiến này sau. Nhớ cái này nha, thay ba cái kiến trong cái súng laser sau nha. Đây là tổng thể của nó nè. Móng tay sao hôm nay nó khó mở vậy. Đây, đây là phần kiến của nó. Những cái kiến để cản cái tia laser, mình sẽ canh cái tia laser vô giữa kiến này. Hoặc mình lệch qua bên, lệch qua lệch lại là mình sẽ nói vô liền. Đây là nó cho dự phòng. Rồi, đây là cái hộp nãy mình có nói rồi đó. Còn hộp này nãy cũng có nói rồi. Hộp này là nó đựng những cái bét cho theo, nó có ghi rõ nè. Hàng cái gì, hàng cái gì, hàng cái gì. Đó, mỗi thứ một cái. Này số lượng 1111. Mình đây là phù hợp với độ dày hàng hay cái gì đó, hay là cái đường hàng. Chút xíu mình sẽ nói sao về vấn đề này. Đó, đây là phụ kiện cho theo của nó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cái chìa khóa vàng này nó mở cái gì. Thọt này đây là hên xui ra đúng không? Chìa khóa vàng này chìa nào cho nó hên xui nha. Mình phải đi tìm hiểu coi, không đúng ha. Này nè, ba cái không có nào đúng đó. Đây đúng một con. Tiếp theo. Cái này chắc của con này đây. Đây là mở khóa tủ nè, còn zin original nè. Anh nào mua, cái anh khách thương mến này là em đang thử cho anh nè. Đó rồi, mở. Nhấn vô, úi da, hết hộp, đau quá rồi, mở ra. Rồi. Mời quý khách chiêm ngưỡng, đây là cái bộ chiller hay còn gọi là cái bộ giải nhiệt nước. Nó thì cấu tạo đơn giản của một cái laser nó sẽ như thế này. Đây là bộ nguồn mắt của nó. Đó, nãy quý khách chiêm ngưỡng được hai mặt hông rồi. Nó nhỏ xíu à, đây, bề cao của nó chưa được. Bề cao này tầm 1 tấc mốt. Rồi bề ngang của nguồn laser là 2 tấc, 4 tấc, này cả 5 tấc. Bề cao này tấc mốt, bề ngang 5 tấc, bề sâu này bao nhiêu đây. Quan trọng còn cái két nước này thì cái hãng này là hãng Henley, rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Henley nó rất là chuyên nghiệp, nó giống như cái máy lạnh như khách, cái bộ này y chang cái máy lạnh luôn nè. Nó có ký hiệu bông tuyết nè, cooling nè, alarm nè, nếu mà thiếu nước nó sẽ báo lỗi đây đó. Đây là mình chỉnh nhiệt độ rồi công tắc mở nguồn của cái bộ giải nhiệt này. Quý khách để ý cái bộ của mình rất là lớn, tới 12 lít lực của thằng gia xích
với thằng queo cơm nó xài cái bộ chiêu lơ nhỏ xíu à, có 6 lít à. Rồi nguồn của nó là nó xài nguồn ray kết, cho nên nó rẻ hơn. Thì nãy mình quay lại vấn đề nãy mình nói, nếu mà quý khách ở Việt Nam mình muốn sản xuất laser dễ lắm, mua cục này, mua cái cục này, rồi về ráp vô, rồi mua cái chiller này, rồi mua một cái màn hình này, đây cái màn hình điều khiển này, rồi mua một cọng fiber dài theo cái bộ nguồn này, tức là cái cọng dây màu vàng sợi quang đó nó sẽ đi theo, người ta bán cái bộ nguồn nó đi theo. Rồi mình sẽ mua cây súng của cái hãng Winley này, cây súng này cũng của một cái hãng Winley nó làm, nó sử dụng phần mềm là e-laser nè. Súng này là cũng của một cái hãng Winley rất là nổi tiếng bên Trung Quốc. Thì có nghĩa là gì, nếu người Việt Nam mình muốn làm laser cũng được, mà đa số đều nhập hết trơn đó, cho nên cái chi phí giá thành nội làm cái thùng ở Việt Nam này không, là cái khung này không, đã mắc tiền hơn người ta rồi, cho nên cạnh tranh không được. Chứ còn mình mua laser nó đơn giản lắm, hết đây chỉ cần mua cái súng laser, bộ nguồn laser và cái két nước này, rồi phần này quý khách về nhà đóng gói. Thì mua bộ nguồn laser nó sẽ cho cái này, cái súng mình mua cái súng riêng, bộ nguồn riêng, mua cái điều khiển này riêng. Đó, cái này của mình là sử dụng cái súng gọi là double pendulum, là nó sử dụng là đôi, là cái súng này là loại súng tốt, mình có thể chỉnh được 7 chế độ hàng khác nhau. Rồi nó dễ lắm đó, thì mình đo tiếp cái độ này nãy mình nói là 2, 4, cái này cũng khoảng 5 tấc, nó độ cao nó tấc 1, nó gọn băng y như cái đầu đĩa hát vậy đó. Rồi đó là toàn bộ cái phần về con máy laser này. Rồi bây giờ mình sẽ còn cái chìa khóa này. Chìa khóa cuối cùng là chắc chắn là của cái con này rồi. Đây là chìa khóa cuối cùng là của bộ cắp dây. Trong video hôm nay mình sẽ không làm cái phần hàng có cắp dây nha. Đây là cái bộ cắp dây của laser. Sử dụng là 4 con lăn, 2 con dưới, 2 con trên. Nó cũng xài những cái cuộn dây bù vô. Mình muốn hàng ở đường laser mà cho nó nổi lên thì mình sẽ xài dây bù. Trong video tiếp theo mình sẽ làm về cái phần bù dây sau, hôm nay mình sẽ không làm. Đó, đây là con bộ cắp dây. Khóa tủ nó lại. Đó, đây là chìa khóa thứ 3 nè. Rồi mình khóa tủ em nó lại. Đó, đóng phim lại lần nữa trên mạng nè. Nhảy chạy ra đường hàng nè. Đó, quý khách thấy không? Đó, thường quý khách thấy mấy cái kênh như cái gì mà móc Việt Nam á, nó ăn cắp mấy cái clip của nước ngoài á, là nó xách giày rồi ra nó hàng giày. Thì thực ra là chỉ quay có một đoạn chỗ này thôi. Đó, quý khách hãy nắm giùm mình cái đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình mở nguồn laser và mình tiến hành hàng liền cho tất cả quý khách hàng coi liền. Khóa tủ lại. Bây giờ mình sẽ mở nguồn laser. Mình bật chìa khóa. Đây mình làm lại để quý khách kêu không kịp. Đứa em quay phim coi không kịp. Mở nguồn laser lên. Chúng ta chờ đợi em nó khởi động lên. Đây, mở cho quý khách coi cho lẹ nè. Hệ thống laser thông minh đang khởi động đó, rất là nhanh quý khách thấy không. Rồi mình đeo chút xíu đi đó, mình lọc cái miếng bảo vệ ra cho quý khách thấy cho nó đẹp nha. Nó trên mạng nó cứ chiếu toàn là cái đầu kia không à, khổ lắm quý khách đó. Nó cứ ăn zoom lại đó, trên mạng nó cứ chiếu cái cục đó, nhảy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây. Để hàng được laser chúng ta phải cần một cái bộ nguồn. Nó nói nhanh luôn nha quý khách, đừng có lo lắng về chuyện này. Thực ra nó rất đơn giản, đây là cái nguồn laser. Đây là sợi dây, sợi quang laser. Đây là cái cổng dây kết nối lên cái màn hình điều khiển nè. Cổng dây này nó kết nối lên cái màn hình control điều khiển chúng ta đang chuẩn bị nối tới nè. Đây là đường nước đi, đường nước về. Và đây là đường khí để đi lên thẳng cái súng. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái phần điều khiển. Mình nói sơ qua mình sẽ hàng dài đường. Trong video sau mình sẽ hàng tất cả các kiểu cho quý khách hàng coi. Mình hôm nay mình giới thiệu là một con máy laser tốt xấu nó nằm ở điểm nào. Thứ nhất là mình phải chọn cái bộ nguồn laser, một là ray kết cũng được nhưng mà nó là loại rẻ tiền, giống như thằng gia xích với thằng queo cơm đang bán là nguồn ray kết rẻ tiền hơn cái nguồn mắt của mình. Rồi và đồng thời cái súng nó quan trọng là nó là double pendulum hay là nó single pendulum. Double pendulum là nó như vậy nè, quý khách nhìn này nha. Double pendulum thì chúng ta sẽ cái phần chọn vật liệu á, với độ dày thì cái double pendulum và single pendulum nó giống nhau, nhưng mà nó khác nhau chỗ là cái máy của mình nó là double pendulum. Rồi mình bây giờ ví dụ mình chọn là inox, đây là carbon steel, đây là nhôm đó. Bây giờ mình ví dụ mình chọn inox đi, rồi mình sẽ chọn độ dày, bây giờ mình sẽ chọn độ dày là 1 ly.
mình chuẩn bị hàng cho quý khách ha, một ly. Rồi xong cái phần này thì bây giờ mình sẽ quay trở ra đây. Đó, cái double pendulum là nằm chỗ này nè. Đó, mình chọn chế độ làm việc này nha quý khách nè. Đó, một cái súng đây, nói về double pendulum là nó phụ thuộc vô cái cây súng. Nếu cây súng và cây súng của mình nó buộc phải có là double pendulum, đó là cái từ chuyên môn của laser, là mình phải có 7 chế độ hàng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chế độ hàng. Còn những con máy rẻ tiền nó không có 7 chế độ hàng này, nó chỉ có 2 chế độ thôi. Thường nó là chế độ tròn này hoặc là cái chế độ này thôi, là cái loại rẻ tiền á. Đó. Thì cái súng mà xịn thì nó mới ra được 7 cái chế độ hàng này. Nha quý hàng nha. Rồi. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ chọn cái chế độ tròn này. Nha quý khách, mình sẽ chọn, mình chỉnh là 50% năng lượng laser. Tần số mình sẽ cho nó là 15 Hz. Tần số mà càng cao thì là cái độ ngấu càng thấp, nó giống như bên tích xung vậy đó. Đó, cho nên mình sẽ cho tần số hơi cao cao chút. Này là mình sẽ, hôm nay mình nói về tất cả cái chế độ làm việc này nha quý khách hàng nha. Đây, mình bấm vô đây cái nó sẽ ra chế độ làm việc này. Nó cái tay mình nó bị dính ấy, nó cảm biến nó không ấy. Mình sẽ vô chế độ đầu tiên. Tần số mình chọn 20 Hz. Và chiều rộng con hàng là mình sẽ chọn tất cả đều là 3 ly nha. Rồi, tất cả các chế độ hàng này mình sẽ đều 3 ly hết. Rồi mình sẽ biểu diễn cho khách hàng coi. À, năng lượng laser thì mình lúc nào cũng để 50%. Đó, hồi nãy mình nói cái phần mà double pendulum á, là nó dịch ra tiếng Việt là trục kép nè. Đó. Nếu mà cái máy mà có trục kép thì nó mới có được 7 chế độ hàng đó nha quý khách hàng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô chế độ đầu tiên. Quý khách vừa coi đó. Trong video tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn về tất cả các chế độ nha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng phim giống trên mạng nữa. Đó, trên mạng nó sẽ xách cái thùng này nó chạy nè. Nó không có thấy thùng bên kia. Rồi, bây giờ mình sẽ vô chế độ đầu tiên là chế độ hàng hình tròn. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Mình tranh thủ mình làm nha. Mình sẽ bắn 5 giây ở cái lỗ tròn này. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi nha. Rồi, mình sẽ kéo. Rồi, đây là một chế độ đầu tiên. Đây, là chế độ nó ra một cái tia ngang luôn. Rồi, chiều dài vẫn là 5 ly. Tần số laser là mình vẫn cho nó là 60%. Ê, năng lượng laser là 60%. Tần số mình sẽ cho nó là 10 Hz thôi. Rồi, 10 Hz. Vô, tiếp tục. Chế độ thứ hai nha quý khách hàng nha. Đưa vô nè. Rồi, mình sẽ đi một đường cho tất cả quý khách hàng coi nha. Vô. Cái chế độ này mình sẽ nối hàng, nối tôn nó đẹp lắm. Cái chế độ đầu tiên là nó thường hàng cái đồ mỏng và hàng trong góc. Đó, xong. Đây là chế độ thứ hai. Đây, chế độ thứ ba. Rồi, tần số mình cũng giữ nguyên, năng lượng laser mình cũng giữ nguyên. Và đường chiều rộng con hàng cũng là 5 ly. Rồi, mình sẽ hàng cho tất cả các hàng coi nha. Vô. Rồi, xong. Tiếp tục, mình lên chế độ. Bấm vô chế độ làm việc. Nhờ cái trục kép mới có nha. 1, 2, 3, 4. Tần số cũng giữ nguyên 10 Hz. Thôi mình tăng tần số lên đi. Cái này tần số cao đi cho cái con hàng nó đẹp chút. Lên cho nó là 22 Hz. Năng lượng laser vẫn là 60%. Chế độ thứ tư. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ hàng chế độ thứ tư. Mỗi một cái chế độ hàng này nó sẽ phù hợp với mỗi cái cách nối khác nhau nha quý thầy nha. Trong video tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn về mỗi chế độ này ứng dụng gì, chế độ này ứng dụng đâu, chế độ này ứng dụng hàng kiểu gì nha. Mời tất cả quý hàng tiếp tục lên coi tiếp. Chế độ, vô chế độ làm việc. 1, 2, 3, 4. Mình đã làm 4 rồi phải không? 1, 2, 3, 4. Giờ tới chế độ thứ 5. Cũng như vậy nha quý khách. Giữ nguyên tần số 22 Hz.
chiều rộng con hàng 5 ly, năng lượng laser 60. Rồi, tiếp tục mình xe. Xong. Chế độ thứ 6. Bấm vô chế độ làm việc. 1, 2, 3, 4, 5. Chế độ thứ 6. Y vậy luôn. Tần số 22 hạt. Năng lượng laser 60%. Chiều rộng con hàng là 5 ly. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy vô chế độ thứ 6 nha khách. Mình giữ tay. Nãy giờ mình đứng lơ lơ lửng lửng vậy. Nó sẽ... nó bắp bên đó, rồi mình sẽ kéo không được. Rồi, chế độ cuối cùng, chúng ta sẽ vô chế độ cuối cùng. Bấm vô chế độ làm việc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, cũng y vậy. Nghe khách nhìn nè, cũng y vậy. Tần số 22, chiều dài 5 ly. Năng lượng laser 60%. Rồi, chúng ta vừa thực hiện xong là 7 chế độ hàng laser trên con máy hàng laser, Hero Laser xịn hào này. Đây, chúng ta vừa thực hiện xong 7 chế độ hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, mình sẽ quay trở lại màn hình và mình sẽ biểu diễn. Mình sẽ nói sơ lại 7 chế độ này như thế nào. Đây, chúng ta sẽ thấy rõ nó và mình sẽ khép video lại đây. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi nha. Cho mình sẽ để đây, mình phải sao cho nó đứng im đây. Rồi, khách để ý nha. Rồi, rồi đó, rõ rồi đó. Đầu tiên chúng ta sẽ rất là quan trọng cái một cái máy xịn hào, laser xịn hào, nó phải có được 7 chế độ làm việc. Chế độ đầu tiên, nên mình đang chế độ đầu tiên và chú ý sẽ thấy đường tròn của nó đây. Rồi, tiếp đó, mình làm mô phỏng ra. Rồi, chế độ thứ hai. Sẽ quay có thể thấy rõ cho mọi người thấy rõ nè. Đó, cái tay ngón trỏ mình nó bị gì đó. Chế độ thứ hai là tia laser nó đây đó. Rồi, chế độ thứ ba. Cái ngón trỏ bị gì hết ta. Bấm đó. Chế độ thứ ba là hình tròn đó, thấy rõ. Rồi, chế độ thứ tư là hình này. Rồi, chế độ thứ 5. 5 là tam giác. Rồi, chế độ thứ 6 là hình này. Rồi, chế độ cuối cùng là hình này. Hình giống vô đường hầm đó. Rồi, làm gì làm mình cũng sẽ nói một cái miếng inox cho tất cả quý khách hàng coi nha. Rồi, mình sẽ bấm vô chế độ đầu tiên. Chế độ này là phổ biến nhiều. Mình sẽ hàng cho quý khách hàng ở cái chế độ này đi. Mình sẽ giảm cái chiều rộng con hàng lại. Mình sẽ giảm lại 2 ly thôi. Cái ngón tay mình bị gì rồi. Mình do mình đứng né né ra nè. Rồi mình sẽ cho chiều dài con hàng, bề ngang con hàng là 2 ly nha quý khách hàng nha. Rồi, 2 ly. Năng lượng laser mình cho là 50% thôi. Rồi mình sẽ hàng nối một đường cho tất cả quý hàng coi. Tần số mình sẽ cho nó là 30 hạt. Nhắn nhẹ nhẹ thôi. Tay mình thô thiển quá, mình nhắn mạnh quá. Rồi 30 hạt. Năng lượng laser 50%. Rồi mình sẽ ghép hai cái miếng inox à, quay trở lại đây. Mình sẽ lấy miếng inox 1 ly rưỡi thôi. Mình sẽ hàng hai miếng inox 1 ly rưỡi cho tất cả quý hàng coi. Bon nè. Tiến hành làm hàng đường này cho tất cả các hàng coi nè. Đây là đường hàng laser. Trước mắt mình cũng phải đo cho nó ngay thẳng chưa. Mình sẽ hàng một đường để cho quý hàng coi. Cái lấy cái thước này lót là nó hàng dính cái miếng này luôn. Thôi mình hàng khỏi thước luôn hả, đâu có được.
phải có thước mới được thôi, mình hàng kéo tay luôn. Vô nằm rồi, tất cả các hàng theo dõi nha, vô. Mình đã thực hiện xong một cái đường hàng laser rất là xịn hà, nói với thằng ha. Nó quý hết rồi, vô đây nó vẫn hơi nóng nóng nha chứ không phải là không. Đây, mình kéo tay đường này luôn. Hôm nay mình làm video tới đó thôi. Nghe cái thằng nha, đó mình phải bằng phẳng vậy, mình sẽ kéo một đường cho tất cả mọi người coi. Hôm nay mình làm tới đây thôi, ngày mai mốt gì đó mình sẽ làm lại một cái video chi tiết hơn nữa về cái tất cả cái kiểu hàng laser cho tất cả quý hàng coi nha. Hôm nay mình đã làm tổng thể như vậy rồi. Rồi, đây là toàn bộ những cái gì của một cái máy hàng laser, cơ cấu của nó. Một cái bộ cấp dây. Đây là một cái máy hàng laser, nó phải bao gồm như vậy nha quý hàng nha. Súng hàng laser, bộ cấp dây laser đây, chứ không phải là chỉ có là cái bộ này thôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi hết video. Quý khách hàng nào chưa đăng ký kênh nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mà mình sẽ post lên hàng ngày. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng, hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo nha.